thông tin tiểu sử Khả Ngân Khả Ngân tên thật là Trần Thị Kim Ngân sinh ngày 31 tháng 7 năm 1997 tại Thành. Phố Hồ Chí Minh là hot girl của showbiz Việt, xinh đẹp, tài năng, học giỏi, Khả Ngân là một trong số. Những hot girl sạch sẽ nhất showbiz Việt cô nàng được đánh giá là một trong những hot girl được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thành tích học tập đáng nể khả. Ngân được biết đến như một gương mặt vàng của giới hot girl Việt cô nàng lập tức có một lượng fan. Khổng lồ không thua kém các hot girl đã nổi từ lâu, rất nhiều người nhận ra rằng gương mặt và nụ. Gương của Hot Girl Khả Ngân có rất nhiều nét giống Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo, các fan của Khả Ngân rất thích thú với sự trùng hợp ngẫu nhiên này, do nhận được nhiều sự quan tâm nên cô khá đắt xô sự kiện chụp ảnh thời trang hay đóng clip ca nhạc cho các ca sĩ nổi tiếng, hiện nay cả Ngân đang là một trong những hot girl ngoan và đình đám nhất với số lượng hơn 600.000 lượt. Theo dõi, Khả Ngân ngày càng nổi tiếng hơn nhờ khả năng diễn xuất và gương mặt gần như hoàn hảo. Theo nét Á Đông, ngoài ra cô còn được biết đến như một boxinger. Khả Ngân hiện đang là tin. Model của nhiều tạp chí thời trang và là gương mặt quảng cáo quen thuộc trên truyền hình, không? Chỉ gây nên cơn sốt ở Việt Nam, báo chí Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan cũng đăng tải. Nhiều hình ảnh và dành nhiều lời khen cho vẻ đẹp tinh khôi của cô gái này, năm 2012, Khả Ngân. Nổi lên với hình tượng boxing girl cá tính, mạnh mẽ, trở thành luồng gió mới trong trào lưu hot gơ thời điểm bấy giờ, cô không chỉ nhận được sự quan tâm của báo giới nước nhà mà còn được tung. Hô trên các trang tin dành cho giới trẻ ở các nước khu vực với danh tiếng ngoan hiền, học giỏi. Khả Ngân nhanh chóng tiến sâu vào showbiz, xuất hiện trong nhiều MV, trở thành gương mặt quảng cáo. Của nhiều nhãn hàng, cô nàng lập tức có một lượng fan khổng lồ không thua kém các hot girl đã nổi từ lâu, do nhận được nhiều sự quan tâm nên cô khá đắt xô sự kiện chụp ảnh thời trang hay đóng. Clip ca nhạc cho các ca sĩ nổi tiếng, hiện nay Khả Ngân đang là một trong những hot girl đình đám. Với số lượng hơn 600.000 lượt theo dõi, Khả Ngân ngày càng nổi tiếng hơn nhờ khả năng diễn xuất và gương mặt gần như hoàn hảo theo nét Á Đông, thành tích Miss Spot do báo khăn quảng đỏ tổ. Trước năm 2010 gương mặt tuổi hồng năm 2011 năm lớp 3 cho đến nay trở thành vận động viên thể. Dục aerobic thành phố từng tham gia nhiều cuộc thi aerobic cấp thành phố với nhiều giải bạc đồng năm 2008 giải nhì bơi lội cấp quốc gia, hiện là vận động viên các môn thể thao, đen, sexy đen, boxing, yoga, điểm thể dục tại trường, 10,0 liên tục 9 năm liền học sinh giỏi 9. Năm liến làm model ảnh cho một vài tạp chí tin từ năm lớp 7 gương mặt đẹp của Khả Ngân đang được báo chí trung quốc hết lời khen ngợi ví như gương mặt thiên thần khả ngân chia sẻ rất thích thể thao ngoài boxing cô bạn còn tập aerobic bơi lội